Bí mật của Phan Thiên An phần số 4. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Từ thở hoang sơ của kiếp người, chưa có một sinh vật nào giống tôi. Có cái trí óc tôi, trái tim tôi, cặp mắt tôi, bàn tay tôi, mái tóc tôi và môi cười tôi. Từ trước đến nay chưa hề có, ngày hôm nay không hề có, và ngày mai cũng không có. Không ai có thể đi, có thể nói, có thể nghĩ như tôi. Tất cả nhân loại là anh em của tôi, nhưng tôi chỉ là một khác biệt với tất cả. Tôi là một sáng tạo độc nhất. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Mặc dù tôi thuộc loài động vật, nhưng những thèm muốn tầm thường của các loài thú không thỏa mãn tôi. Trong tôi là một ngọn lửa nung đốt từ nhiều thế hệ, và sức nóng của lửa là một nhắc nhở thường xuyên cho tinh thần tôi, đòi hỏi tôi phải cải thiện mỗi ngày. Tôi sẽ giữ hoài ngọn lửa bất mãn này để tiến bộ hơn và tuyên ngôn về cái đặc thù của con người tôi khắp thiên hạ. Không ai vẽ như tôi, không ai có nét chữ như tôi, không ai sinh ra được con tôi, và trên hết, không ai có khả năng giống tôi trong công việc. Từ nay trở đi, tôi sẽ nhấn mạnh cái đặc thù này và truyền bá nó rộng rãi trong những giao tiếp. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Tôi sẽ không bao giờ cố gắng để bắt chước người khác. Tôi sẽ phô bày cái khác biệt, cái đặc thù của tôi ra khắp thị trường. Tôi sẽ giao bán cái đặc thù này. Tôi sẽ chiếu gọi cái đặc thù và dấu kính cái tương đồng. Trong những sản phẩm dịch vụ tôi sản xuất, tôi sẽ áp dụng nguyên tắc này. Tôi hãnh diện với cái đặc thù đó. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Tôi là một viên ngọc hiếm có. Cái gì hiếm có đều trở nên vô giá. Tôi là sản phẩm của ngàn năm tiến hóa. Do đó, trí óc tôi, thân thể tôi đều hoàn mỹ hơn so với những bậc vua chúa cao nhân từ đời kiếp trước. Nhưng khả năng của tôi, trí óc tôi, trái tim tôi, thân thể tôi đều mục rữa, hư hoại và tan biến nếu như không sử dụng chúng mỗi ngày. Tiềm năng của tôi gần như vô hạn định. Vậy, tôi đã sử dụng một phần rất nhỏ khối óc tôi, bóc thịt tôi. Hôm nay tôi sẽ bắt đầu gia tăng sự sử dụng này. Tôi sẽ không còn thỏa mãn với những thành quả của ngày hôm qua. Tôi sẽ không để những lời khen vô nghĩa gây tự mãn và những công việc nhỏ nhoi không đáng kể. Tôi hiểu rằng sẽ gặt hái thành quả gấp trăm lần những mùa gặt cũ. Việc tôi sinh ra trên đời là một phép màu, vì vậy tôi sẽ tiếp tục tạo nên những phép màu khác để xứng đáng với những sáng tạo nhiệm màu này. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Tôi sinh ra không do một tình cờ hay tai nạn. Tôi được đặt để trong đời này vì tôi có một nhiệm vụ. Nhiệm vụ đó là tăng trưởng thành một ngọn núi cao, không phải để thu gọn lại thành một hạt cát. Kể từ nay, tôi sẽ tận dụng mọi cố gắng để trở thành một ngọn lửa, một ngọn núi cao. Kể từ nay, tôi sẽ tận dụng mọi cố gắng để trở thành một ngọn núi cao nhất, và tôi sẽ áp dụng mọi tiềm năng trong tôi mỗi ngày, mỗi phút. Tôi sẽ thu thập nhiều hơn mọi kiến thức về tha nhân, về cá nhân tôi, về sản phẩm dịch vụ tôi sản xuất hay cấu tạo, và tôi sẽ thấy thành quả nhảy vọt theo cấp số nhân. Tôi sẽ tôi luyện, sẽ cải thiện, sẽ hoàn tất mọi hành động, mọi lời nói, bởi vì đây là nền móng cho sự nghiệp của tôi. Tôi không bao giờ quên là rất nhiều người đã đạt được những sự nghiệp vĩ đại chỉ nhờ vào lời nói đúng lúc, đúng chỗ, một việc làm đúng nghĩa, đúng thời. Do đó, tôi sẽ tiếp tục dùng diễn thuyết. Chúng phải như mật ngọt đối với đàn ông ngoài kia. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Tôi sẽ tập trung mọi năng lực vào các thử thách có trước mặt, và khi hành xử sẽ quên hết các quấy rầy khác. Công việc nhà tôi sẽ để lại ở nhà. Khi tôi đến sở làm, tôi sẽ quên gia đình để khỏi bị chia chí. Dĩ nhiên, công việc ở sở tôi để lại để nhiệm sở. Khi về nhà, tôi sẽ quên đi việc sự nghiệp để tình yêu gia đình không bị chia sẻ. Gia đình và sự nghiệp phải được phân chia tuyệt đối, dù gần đời tôi gắn liền với cả hai. Xáo trộn hai nhu cầu này sẽ gây hại lớn cho cả hai thế giới.
Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Tôi có cặp mắt để nhìn và khối óc để nghĩ. Bây giờ tôi lại được biết thêm một bí mật của đời sống là tất cả các trở ngại khó khăn đều là những cơ hội giá hình. Và không ai lừa dối được tôi bằng vóc váng bên ngoài. Mắt tôi sẽ nhìn thiên thấu những lớp áo quần đẹp để thấy rõ con người thực sự phải giao thiệp. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Không một thú vật nào, cây cỏ nào, ngọn gió nào, hạt mưa nào, nằm tảng đá nào, sông hồ nào có được một khở thủy như tôi. Tôi đã được kết tạo bằng tình yêu và nuôi nắng bằng một mục đích thần thánh. Trong quá khứ tôi không hiểu điều này, nhưng kể từ nay tôi sẽ hướng dẫn và hành xử con người tôi trên cái căn bản đó. Tôi là một sáng tạo nhiệm màu của thiên nhiên. Cả trăm ngàn năm nay, bao giờ thiên nhiên cũng là kẻ chiến thắng. Sau cùng tôi là thiên nhiên, sau cùng tôi sẽ thắng. Tôi sẽ thắng, sẽ trở thành một cao nhân, bởi vì cái đặc thù của tôi là một phép màu lớn nhất của thiên nhiên.